Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi em có cái hộp đồ nè, đó, bán cho anh em ha. Hộp này bán cho anh em là 280.000 ha. 280 chỉ khoảng đủ bao ship nha anh em. Còn anh em mình thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em 280k nè. Vít nha. Vít nha, rất là nhiều. Rồi nha. Đổ ra đây. Thì cái hộp này nó cũng bị gạn gạn nứt rồi nha anh em. Mà đựng đồ còn được ha. Dao gọt giấy nè, dũa nè, lấy dấu nè. Vít nha. Kèm đồ dũa lưỡi cưa. Đó, ôi, một đống luôn. Đó. Không có cái này ngoài. Cộng trừ gì đầy đủ nha anh em. Dao gọt giấy hai lưỡi luôn. Cây nhũi nè. Dũa có luôn nha, kìm. Này sửa gì nha. Rồi, full lấy đồ vô hộp luôn, 280.000 anh em. 280.000 à. Nhân hình bán hết 280.000. Chỉ khoảng đủ bao ship có mỗi khoang luôn. Rồi, anh em mua liên hệ em.